hỏi: Hòa thượng nghĩ thế nào về việc Phật giáo phân thành hai thừa Nam Bắc? Đáp: Đạo lý Phật giáo vốn không phân biệt giáo phái, chỉ là vì người sau mất chân lý mới lập ra môn phái hai thừa Nam Bắc mà bài bác lẫn nhau. Tại sao chúng ta lại muốn cho cốt nhục tương tàn? Đại thừa nói tiểu thừa thì quá nhỏ hẹp, tiểu thừa cũng không tôn kính các vị sư đại thừa. Thật ra ai ở trong Phật giáo mà gây chuyện chia rẽ ly gián thì không phải là Phật tử rồi. Không cần phải nói là đại thừa hay tiểu thừa, vì ngay cả một thừa cũng không có. Như ích kỷ, tự lợi, làm tổn hại người để mình được lợi, chỉ biết tự tán thán mình và phỉ báng người, đó tức là nhân khởi của sự đấu tranh đấy. Hỏi: Thừa là gì? Đại thừa và tiểu thừa có gì khác nhau? Đáp: Thừa là một cỗ xe có thể chở người, đại thừa có thể chở được nhiều người, tiểu thừa thì chở ít người hơn. Vì căn tánh của chúng sanh khác biệt, ý thích không giống nhau, cho nên có khuynh hướng phân chia đại thừa hoặc tiểu thừa. Thật ra đại tiểu đều là một thừa, đừng có ở đó mà sanh tâm phân biệt. Hỏi: Xin hỏi chuyển diệu pháp luân là sao? Đáp: Vạn sự vạn vật đều là chuyển pháp luân. Như người thì chuyển pháp luân người, chó chuyển pháp luân chó, mèo chuyển pháp luân mèo. Một khi chú đã hiểu rõ rồi, tức là nghe được pháp sáng suốt. Nếu chú không hiểu, tức là nghe phải pháp u mê. Hỏi: Trong kinh nói, đối với sự khai ngộ, quán sát âm thanh là hạng nhất, vì căn tai viên thông là pháp môn chứng ngộ có hiệu quả nhất. Trong các căn, người ta quý nhất là căn mắt, kế đến là căn tai, rồi sau mới là các căn khác. Cho nên, theo con thấy thì hình như chúng ta quý căn mắt nhất. Vậy đối với sự khai ngộ của chúng ta, căn mắt đáng lẽ là có hiệu quả nhất, chứ đâu phải là căn tai. Đáp: Thực ra mỗi căn đều vốn là hạng nhất, chứ không có hạng nhì. Hợp với căn cơ của mình thì là hạng nhất, không hợp với căn cơ của mình thì là hạng nhì vậy. Hỏi: Ngoại đạo là gì? Đáp: Là tâm cầu pháp ở bên ngoài. Hỏi: Có một số người nói là trong đạo Phật không có quan niệm về linh hồn, vậy có đúng không? Đáp: Có lẽ là có một số người nói như thế, nhưng những lời nói đó đâu có thể đại diện cho cả toàn thể Phật giáo được. Từ trước tới nay, tôi chưa nghe qua đạo lý này, mà tôi cũng là một phần tử của Phật giáo vậy. Hỏi: Tại sao con vẫn chưa khai mở trí huệ? Đáp: Tại sao con không cố gắng lo hồi quang phản chiếu? Hãy tự hỏi là mình có giảm bớt ba độc chưa? Mình có tự độ, độ người chưa? Hỏi: Làm thế nào để chấm dứt chiến tranh? Đáp: Thì nên hiền từ hòa nhã, đó là biện pháp căn bản để chấm dứt chiến tranh. Hỏi: Chú Lăng Nghiêm có thể khiến cho người chết mà cũng có thể khiến cho người sống lại phải không? Đáp: Đó là chỉ cho người chưa chết hẳn, cho nên có thể làm cho họ sống lại được. Nhưng nếu người đã chết rồi mà lại làm cho họ sống trở lại thì không dễ gì đâu. Hòa thượng hỏi: Cứu cánh thì chân thật là gì? Quý vị nói thử đi. Phật tử: Tu đạo là chân. Hòa thượng: Vậy tại sao các vị còn không tu? Nếu ở trên thế giới này mà muốn tìm cái chân thật thì sẽ không tìm được đâu. Tu đạo là chân thật, nhưng cũng không nhìn thấy được. Còn những gì mà quý vị thấy được, đó đều là sự tu trì trên hình thức thôi. Vì chân lý là không tiếng, không mùi, không hình, không sắc. Vì vậy, chúng ta phải ở trong cái giả để tìm cái thật, chứ đừng rời giả mà tìm kiếm cái thật. Hỏi: Đức Phật Thích Ca đã tu ba đại kiếp, trải qua thời gian dài như thế, Ngài mới thành Phật. Vậy thời gian đó có phải là cố định không? Đáp:
Chú có nghe một công án về thiền sư Cao Phong Diệu không? Đó là vị ngồi thiền trên dốc núi Liên Hoa tại Tây Thiên Mục. Lúc ngài ngủ gục và bị rơi xuống núi thì có Bồ Tát Di Đà hứng đỡ đem ngài lên. Đệ tử: dạ, con đã nghe qua. Hòa thượng: đã nghe qua, vậy là tôi đã trả lời câu hỏi này cho chú rồi. Hỏi: thưa sư phụ, một vạn tượng Phật trên vách tường chánh điện ở Vạn Phật Thánh Thành đều là do sư phụ làm ra cả, phải không? Đáp: chuyện đã qua rồi, nhắc đến làm gì? Hỏi: thế nào là trong cái giả mà tìm cái chân thật? Đáp: thì giống như vàng hoặc là hột xoàn mà bị chôn trong đống phân vậy. Hỏi: có 84.000 pháp môn, có phải các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo đều được xem như là một pháp môn không? Đáp: tất cả các pháp đều là Phật pháp, đều là bất khả đắc, không thể đạt được. Hỏi: tại sao khi tụng kinh thì con nhớ rồi lại quên, quên rồi lại nhớ? Đáp: bởi vì con có nghiệp chướng từ kiếp trước. Hỏi: ai là lão tổ tông của tất cả các loài chúng sanh có khí huyết, như các loài động vật bay lội, bao gồm cả các loại hoa cỏ, cây cối? Đáp: lão tổ tông của chúng là Phật tánh. Hỏi: lai minh khứ bạch là gì? Đáp: lai minh, tới rõ, tức là biết chuyện của mình ở kiếp trước như thế nào. Thí dụ như ở đây có một số người biết được kiếp trước họ là người xuất gia hay là người cư sĩ tại gia. Khứ bạch, đi tỏ, tức là biết được sau khi chết mình sẽ làm gì. Có phải là vô bụng bò, nhập thai ngựa, hoặc là giảng sanh về thế giới cực lạc gì không nữa. Người mà đã liễu sanh thoát tử thì đều hiểu biết rõ ràng tất cả và họ không còn hồ đồ. Hỏi: vua nước Iraq Hun Sen là thần thánh gì vậy? Đáp: hắn là quyến thuộc của thiên ma. Hỏi: thiện tài đồng tử đi tham vấn 53 vị thầy, vậy tại sao con không thể bái thêm vài vị sư phụ nữa? Đáp: chính đích thân các vị thầy thiện tri thức bảo thiện tài đi tham vấn các thầy khác, chứ không phải vì thiện tài tham mộ các sư có đức hạnh khác rồi phản bội vị bổn sư của mình mà lén đi quy y. Hỏi: nếu như có một gia đình tan nát, chúng ta nên làm sao đây? Đáp: thì làm lại từ đầu, tất cả đều là thử thách để xem chúng ta sẽ làm sao. Nếu đối diện mà chúng ta không biết, tức phải tập luyện lại từ đầu. Hỏi: đồng bóng bói quẻ là một phần của Phật pháp phải không? Đáp: tất cả pháp đều là Phật pháp, đều không thể đắc được. Cũng có thể nói như tất cả pháp đều không phải là Phật pháp. Tóm lại, học Phật thì phải buông bỏ các chấp trước, quét tất cả pháp, rời tất cả tướng. Ha ha ha,